Xin chào các bác, em là Hà, bên đồ đồng Mỹ Nghệ đây ạ. Nay thì em sẽ quay cho các bác xem về bức tranh mã đáo thành công nha các bác. Bức tranh này thì đã được sắt vàng rồi đấy ạ. Và chất liệu thì sẽ được làm từ đồng vàng. Khung gỗ sẽ là khung sồi nha các bác. Quay lại gần cho các bác xem các cái đường nét của bức tranh. Bức tranh này thì khá là to đây các bác ạ. Để mà phù hợp với không gian nhà mình thì các bác có thể là để lại thông tin ở phía dưới hoặc gọi vào hotline thì em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác những cái bức tranh mà nó phù hợp với không gian nhà mình hơn. Thì cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.